mày mày kêu món gì vậy? Chị em nấm. Gà với nấm. Gà với nấm hả? Đó, chị ăn trước cho chị chịu. Chị quay video. Nấu sau nó quá. Để đó. Cảm ơn chị. Dạ. Hello, Lan xin chào cả nhà. Mời cả nhà đi theo Lan ăn cơm niêu nha. Ở khu người Việt ở chợ Phú Rầy. Cơm niêu ở đây nè, First Day nè. Đó, đi vô đây ăn cơm niêu. Đi vô đi Hiền. Đó, đi vô ăn cơm niêu. Rồi, đi vô cơm niêu nha. Cá mặn nè, lá này nè. Cái này nè, cơm tay cầm là cá mặn ở đó đó. Thôi, này. Cơm tay cầm tướng xuyên này. Tứ xiên là nó xào theo kiểu tứ xiên á. Em ăn cơm tay cầm đồ biển cũng ngon lắm. Hai đứa em đẹp gái rồi. Vô tao chụp cho coi. Coi đứa này sạch thả tim, thả tim. Cái nhỏ này mặc cỡ thôi. Cái này nước mía lao nè, ngót đi Hiền, ngót đi em. Mía lao ghẻ chanh. Chị Lan, em có trồng mía á. Nấu được chứ. Mấy mốt lúc nào thì cần. Em cũng có cái lá mở đề á. Vậy hả, chị không biết uống đó. Mở đề vô chung này nè. Vậy hả? Mở đề. Chị nấu ớ nấu này với mía lao, ghẻ chanh. Ghẻ chanh rồi đó. Rồi, cảm ơn em. Ở nhà chị tới 4-5 bụi mía lần đó. Rồi bây giờ đang đi vô ăn cơm niêu. Mấy chị em về tới Phú Rầy đi vô ăn cơm niêu. Mày kêu món gì vậy? Chị em nấm. Kêu gà với nấm. Gà với nấm hả? Dạ. Chị ăn trước cho chị chịu. Chị quay video. Nấu sau nó quá. Để đó. Cảm ơn chị. Dạ. Giận quá. Gắn ăn hết nha. Thôi em xin cái chén đã. Đúng rồi, kêu chế cho chén đi. Kêu chế cho chén đi. Nãy bây giờ ta kêu mình ăn bánh bánh. Bê cái chén đi chị. Đây mời cả nhà cùng niêu chai nhé. Thôi để chút nữa nó có cháy nhiều. Cái tô này là hay lắm. Thật ra nó cũng nói nhiều đâu, nó chặn nó mà. Vậy hả? Các của ta sao còn nhiều quá. Cái tô này nó chặn nhất bằng tô cơm ở nhà mình. Đúng không? Vậy mày gắn hả đi nha. Gà bỏ ớt vô một cây. Gắn hả đi. Cái này là tập phải làm cho cái khác là ăn mới ngon. Tụi nó nóng dữ lắm. Dạ đúng rồi, cái nồi đất này nóng nóng dữ lắm. Chị có mua tách quay mà lần chị cũng bỏ ra mua đứng lên cái nồi nè. Rồi chị đặt cặp tiền, chị trả nồi chị lấy tiền lại. Không phải chị tùy á. Cái nồi đậu, cái nồi rang chúng ta cũng nóng dữ. Cái nồi cái đúng hố rồi. Là thôi lớn lắm. Nhà mấy người. Không, với mình thấy chân lắm. Thấy chân nó giống nhìn mờ mờ. Mình mượn ta đi, em có trả tiền rủi em ăn không trả ta sao? Em phải trả số mà gọi. Không biết nó ở đây này chị mua xong nên ở trong mới nói chị. Chị em nói á, rồi cái em đặt cọc bao nhiêu tiền nha, nữa em trả số gọi cho trả tiền người cho em. Hồi lúc mà dịch á, chị mua gì nè, 4-5 nồi á. Chị nói với bà chủ mà cũng nữa đem nồi lại cho trả tiền lại.
đúng là được thôi. Một cái sốt này, cái sốt mới ngon. Trời ơi. Chết rồi, bây giờ mày nó biết lá gì biết chết đi. Ngã gì á. Kia là cái nhà mỏng chè. Ủa bà con nhỏ này nó sợ cái não mình ở trong cho động não. Học được cái từ mới là gì? Mỏng chè. Không, nhìn bé nó chơi mỏng chè đó. Không biết không? Nãy giờ tao cũng đâu có nghe đâu mà tao kêu mất nghe. Ống dữ thiệt chứ, ngọng ngọng, ống dữ thiệt chứ. Giống như ăn từ trên cái lò. Không, mùa đông được chứ mùa này là ăn tốt rồi. Ba đứa ăn hết mũ ớt gọt lưỡi nó chuyện quá trời. Đâu đi ăn cái lẩu kia là vô tới là nó tính đứa nằm đầu thì sót rồi nè. Trời không ăn hàng con cái lẩu sót này nè. Dạ đúng rồi. Hồi xưa sáng em làm tuần có 3 ngày chứ giờ em làm tuần hết 7 ngày mà lão vẫn có làm đồ ăn. Nè, không nấu nướng gì đi ra ngoài ăn chị ạ. Nhiều khi nó lùi gì ta nói làm đá thì mệt rồi. Cũng ở Việt Nam một lần mà cũng làm khách sạn đi với Việt Nam thì cứ cứng. Ở Việt Nam nhìn chị nấu ăn và ăn luôn luôn rồi. Không ăn gì tao biển gì biết nấu ăn đâu. Dạ. Dạ. Ở mở Việt Nam sắp 10 năm bên đó. Ồ 10 năm đó. Làm tổng làm khách sạn đi với mỗi năm. Mà nó lén nó biết liền cái không? Làm hiểu 10 năm đi làm Việt Nam chung với mấy người trong nhà biết tôi làm chung biết. Làm nữa mày mời cũng làm nữa. Biết nhưng mà nhiều khi người ta hiểu mà ta không biết nói. Giống như cái này em có thể ớt chung gì nó ngon. Không mà chị nói nó giọng anh cay cũng được lắm. Thì chương trình là 11 giờ thì em phải 10 giờ đi. 10 giờ em phải đi. Ừ. Thôi bây giờ chị kết thúc phim cái nha. Ăn hết. Ăn hết nổi cho bà con. Bây giờ đi xin họp khách quay nha. Thôi đang tạm ngừng ở đây nha bà con. Xin đi qua chợ. Bây giờ mấy chị em mình nhảy để đẩy cái xu ra. Trùng vô lên. Ồ cua kìa, bắt cua quá trời luôn kìa. Rồi mấy chị em ăn xong rồi. Cua. Mới bữa hôm qua còn ăn những trước đi. Bây giờ đang bò lội bộ ra chợ Phú Trài mắc kịch rồi nha bà con. Ngày ông chưa? Chim. Rồi mấy chị em đang lội đi ra chợ Phú Trài. Đi ngang chợ Phú Trài đi. Đi về. Ê, ở đây tao mua chú chiên của tụi Philippines tao đãi mẹ. Ăn không? Ăn nổi. Ừ. À, còn ba cái bánh gì đó, hứa là nó hỏi nữa. Ồ, khoai mì kìa cưng. Khoai mì kìa. Ồ, khoai mì nè. 8 đồng ký khoai mì thôi mì. Mà hủ tươi rồi là được phải. Cái gì? Ở đây mình ăn một bà nào hết chua. Ừ, rất dễ sợ. Trời ơi, 4 đồng mà đâu có ngon đâu cưng. Nói trời sạm không mà leo lên trên. Đây nè. Rồi, cứ khiền nghe nó đại kính mít lại. Rồi mở ra. Nãy giờ mấy chị em ăn no bụng rồi lội lên xe rồi. Bây giờ đi về nha bà con.
Đó, bây giờ mấy chị em bắt đầu đi về. Yeah. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Nguyên ngày bữa nay là đó. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye. Hẹn lại clip sau nha. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm. Xin chào cả nhà. Bye bye. Bye.